Nghi thức phóng sinh. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nam mô Hằng Sa Đất Na Đa Ra Ra Ra. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Tương Bán Ra Ra Bồ Đề Tán Đoà Bà Ra. Tán Đoà Bà Ra Ma Ha Ca Lô Ni Ca Ra An Tán Bán Ra Phản Dê Tô Đất Na Tán Đoà. Nam mô Tân Kiên Lân Đoà Y Mông Ma Sĩ Ra Bà Lô Yên Đế Tân Vân Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cần Trì Hê Rì Ma Bản Đa Sa Mê Tán Ba Tha Đầu Du Bằng A Thề Dừng Tán Ba Tán Đa. Nam mô Bà Ga Ma Phan Đàn Đầu Đàn Địa Tán Na Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Đà Đê Di Hê Di Ma Bồ Đề Tán Đoà Tán Bà Tán Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rì Đà Dừng Cú Lô Cú Lô Yê Mông Đô Lô Đô Lô Phà Sa Gia Đê Ma Phà Phan ra ra đi đa ra đa ra đi gì đi thân phần là ra 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 mà phần mà ra mùng đề lệ y ye di ye thân na thân na ra sam và ra sa lệ và sam và ra sa ya hồ lô hồ lô mà ra hồ lô hồ lô ye di ta ra thân si to ro bồ đề ra bồ đề ra bồ đa ra bồ đa ra di đề di ra na ra cần chỉ địa di sanh ni na ba ra ma na sa ba ha thân đa ya ta ba ha ma ra thân đa ya ta ba ha thân đa du nghệ thân bản đa gia ta bài ha na ra cần chi sa ba ma ra na ra sa ba thân gia tăng a mục thế gia sa ba ra ba ma thân đa gia sa ba ra kia ra thân đa gia sa ba ma ra ma yên thân đa gia ta bài ha na ra cần chi bản đa gia gia ta bài ha ma ba thế tăng yên ra gia sa ba nam mô a sa đa na ra sa gia gia nam mô a di đà bà lô yên đế thương ma ra gia sa ba an đa đi no ma na ra bản đa gia sa ba tân điện đô man đa ra bản đa ra ta ba dương a chi a tình a thủy a biến a sai tam a thiên tình a không ban đứng lời nhân thiên pháp giới quảng tăng diện tội tiêu khiên hòa diệm hoa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma. Chúng sinh đây có bấy nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy răn. Các ngươi trước lòng trần tục lắm nên đời nay chìm đắm sông mê. Tối tâm chẳng biên tu trì gây bao tội an lại về mình mang. Sông đoá đầy trên thường đau khổ lông vầy sừng có đỡ được đâu. Dù là bay trương lần sau lưới vây tên bắn móc câu thả mồi. Tan cả bắn cùng hơi hun đồng lúng đó dù kêu khóc ai thương. Nằm trên chốc thân là thường hồn còn phảng phất nấu ran xong rồi. Buồn phần trên nay ngươi cầm trăng may sao nhờ các bậc thượng nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại đường nhờ ân pháp màu. Vậy người kim hồi đầu quy Phật sống dông lòng quy pháp quy tăng. Hỡi hỡi chúng sinh quy Phật, hỡi hỡi chúng
sinh quy Pháp, hỡi hỡi chúng sinh quy Tăng, hỡi hỡi chúng sinh quy Phật, hỡi hỡi chúng sinh quy Pháp, hỡi hỡi chúng sinh quy Tăng, hỡi hỡi chúng sinh quy Phật, hỡi hỡi chúng sinh quy Pháp, hỡi hỡi chúng sinh quy Tăng. Chúng sinh quy Phật không đọa địa ngục, chúng sinh quy Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sinh quy Tăng không đọa bảng sinh. Chúng sinh quy Phật không đọa địa ngục, chúng sinh quy Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sinh quy Tăng không đọa bảng sinh. Chúng sinh quy Phật không đọa địa ngục, chúng sinh quy Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sinh quy Tăng không đọa bảng sinh. Chúng sinh quy Phật rồi, chúng sinh quy Pháp rồi, chúng sinh quy Tăng rồi. Chúng sinh quy Phật rồi, chúng sinh quy Pháp rồi, chúng sinh quy Tăng rồi. Chúng sinh quy Phật rồi, chúng sinh quy Pháp rồi, chúng sinh quy Tăng rồi. Quy rồi tội chương sanh không, trí khôn sáng tỏ từng bừng khắp nơi. Phán tâm tu sau rồi được hưởng, về thấy phương sung sướng đời đời. Lên tòa sen bao thành thơ, không hề lui chuyển yên vui tháng ngày. Xin đại chúng ra tay cứu khổ, phán tâm cầu Phật độ chúng sinh. Cùng nhau dông một lòng thành, cầu cho mau được thoát vong trầm luân. Kinh tâm yêu bát nhã ba la mật đa bồ tát quan tự tại thực hành sâu xa phép bát nhã ba la mật đa. Ngài soi thấy năm muôn đều không độ thoát nên thầy cổ anh này xa lợi từ. Tăng chẳng khá không không chẳng khá sáng sáng tưởng là không không tưởng là sáng tỏ tưởng hành tưởng cũng đều như thế xa lợi từ. Tưởng không của mọi pháp không sinh không diệt không nhớ không sanh không thêm không bớt cho nên trong chân không không có sắc không có thọ tưởng hành thân không có mắt tai mùi lưỡi thân ý không có sắc thanh hương vị xung pháp không có nhãn giới cho nên không có ý thân giới không có vô minh cũng không có hết vô minh cho nên không có già trên cũng không có cái hết già trẻ không có tâm diện đạo không có trí tuệ cũng không có chứng đắc bởi vì vô sở đắc. Bồ Tát Ni Bàn Nhã Ba La Mật Đa nên tâm không quan ngại vì không quan ngại nên không sợ ai xa hận mộng tưởng điên đạo. Đã tới cửu kinh niên bàn ba đời chư Phật Ni Bàn Nhã Ba La Mật Đa nên đường đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác cho nên biên Bàn Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú là đại minh chú là vô thượng chú vô đẳng đẳng chú trừ đường hết thầy khổ chân thần không ư. Vì vậy nói chú ba nhà ba la mật đa yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề ta ba yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề sa ba yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề vãng sinh tịnh độ thần chú Nam Mô A Di Đà Phật Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Di Đô Bà Tề A Di Di Đa Thân Nam Bà Tề A Di Di Đa Tề Ca Lan Đế A Di Di Đa Tề Ca Lan Đa A Di Di Già Già Na Di Đa Ca Lê Sa Bà Nam Mô A Di Đà Phật Già Đa Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Di Đô Bà
ti a di di da tan nam ba ti a di di da ti ca lan ne a di di da ti ca lan na da di ni da da na chi da ca le sa ba ha nam mo a di da ba za da tha za da sa da di za tha di di do ba ti a di di da tan nam ba ti a di di da ti ca lan ne a di di da ti ca lan na da di ni da da na chi da ca le sa ba. Phật A Di Đà thân kim sắc tường tốn quang minh từ trang nghiêm năm tu di uyển chuyển bành hào bốn biển lớn trong ngần mắt biếng trong hào quang hóa vô số phần vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sinh, 9 phẩm sen vàng lên giải thoát. Quy mang lễ A Di Đà Phật là ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sinh, cúi xin đứng ở từ bi tiêm độ. Nam mô Tây Phương An Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi Tiêm Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương An Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi Tiêm Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương An Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi Tiêm Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí 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 Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương 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 Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phóng sinh công đức thù thắng hành nhà vô biên thắng phúc con hồi hướng. Khâm nguyện trầm định bao chúng sinh sớm về cõi phần quang vô lượng. Nguyện tiêu ba chương trừ phiền não, nguyện được trí tuệ chân minh liệu. Khâm nguyện tội chương đều tiêu trừ, đời đời thương hành Bồ Tát Đạo. Nguyện sinh Tây Phương cõi tịnh độ, chín phẩm hoa sen làm cha mẹ. Hoa nở thấy phần chứng vô sinh, bần thoái Bồ Tát đồng bạn lữ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm Bồ Tát Thanh Văn. Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương Chúng Thiên Long Tam Bồ Hộ Pháp Thần Vương Tân
cả thiền thần xin rủ lòng từ bi gia hộ. Hiện tiền đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng quốc gia hưng thịnh Phật pháp trường tồn nhân dân an lạc. Gia đình Phật tử chúng con bốn mùa không chút tai ương quanh năm thêm lành cát khánh. Kế nguyện cầu siêu chư hương linh cửu hiền thân tổ ông bà cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếm cùng các hướng linh anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn khắp duyên trăm họ nam nữ 12 loài cô hồn. Nương công đức này tới trường tam bảo giờ pháp nghe kinh máu xả đường mê siêu sinh tình độ. Phục nguyện âm siêu dương thái pháp giới chúng sinh tình cùng vô tình đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý Phật xin nguyện chúng sinh hiểu rõ đạo lớn phán tâm Bồ Đề. Từ quý pháp xin nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển. Từ quý tăng xin nguyện chúng đại chúng hễ thấy không ngại, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.